từ rồi nhau ơi. Ui đóng đóng đóng. Ui đóng đóng nhau ơi. Hàng hàng rồi. Hàng hàng được các bạn ơi. Ui trong 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 cỏ to quá. Ôi đi 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 nhau ơi. Wow. Bò bò bò. Bò luôn bò luôn nhau. Ui trong cỏ. Ui to chưa các bạn ơi. Mày chạy đâu? Trong cỏ trong cỏ. Ok 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 nhau ơi. Rồi bò phát lỗi luôn. Con này 5 giây. Con này bò chưa đầy 5 giây anh em ạ. 5 giây. Mua con này to quá ơi. Đứng đứng. Bò chưa đầy 5 giây lên. Và ok cái vợt nó quẻ rồi anh em ạ. Rồi ok vào vào. Ok. Ồ, chúng ta có quả to rồi anh em ơi. Thế chứ, Ngọc Trinh, Ngọc Trinh. Ai, có nhìn ai. Ồ, wow. Tuyệt vời, tuyệt vời. Ôi. Đấy, câu nó câu thế này các bác này. Thế chưa. Dậy dậy cái gì. À, đóng ngay vào dọ anh em ơi. Khổ quá. Ôi, nó chết thích thích là thích thích ra ngoài, bục rồi. Không kéo kéo cho anh em nhé. Từ rồi nhắm vượt. Ui, hàng rồi nhắm ơi. Từ rồi nhắm vượt. Ui, hàng rồi nhắm ơi. Ui, bơ. Ui giời ơi. Bơ luôn anh em ơi. Lên. Hàng. Ui, trơn. Hàng to rồi các bác ơi. Ui, chép cụ nhắm ơi. Ui, chép to. Ui, bơ lổi luôn anh em ơi. Chép to quá. Lên, chạy đâu. Mày chạy đâu. Ôi hàng cũng to chưa anh em ơi. Chép to chưa con này. Úi xời ôi. Về. Wow. Con này đã chưa anh em ơi. Úi xời nó dịp con này. Bò lổi luôn. Chạy gì đâu. Con này to chưa anh em ơi. Úi xời ôi nhìn phê chưa. À đã. Đấy hàng nó thế này các bác ạ. Vào đây em ơi. Sớm đi rồi. Ô, con này to rồi. Anh em bảo con này mấy cân. Để chưa. Không hài nữa giờ chạy vào mắt. Rồi rìu lên anh em nhé. Phê. Rìu phải vật các bác ơi. Cháu này trơn ngã con này. Ủa trơn. Trơn quá. Ra vật anh em ơi. Lưỡi này có ngạnh giờ đóng vào đây thì mày cứ chạy vào mắt. Vào đây. Nhanh không? Cậu mày lên bây giờ ở thế này. Chiều ngươi anh à. Một phát. Vào luôn. Bó cá đẹp ngày trời mưa. Tôi thua bọn ấy vật nhấc lên anh em nhé. Trời. Này, hàng to chưa anh em này?
Có bảo con này mấy cân rồi đã chưa? Thì chắc hôm nay ăn mới ngon anh em nhìn này. Phê nhỉ, con này om dưa thì tươi cú mèo bác ạ. Để cái lưỡi rồi em cỡ lưỡi đã. Không biết là đóng vào đâu. Tuyệt cú mèo luôn. Để đóng vào đâu cơ. Nó hai lưỡi, một lưỡi của em nhìn thấy một lưỡi đóng mồm, một lưỡi nó ngoắc ngoắc bên ngoài. Con này nó kéo khoai nó vít. Bò lội luôn, đánh có thể bò luôn, nó sướng anh em, cảm giác đóng cá sướng nhất là bò. Ấy đừng đừng có dãy, dãy làm gì. Đóng cá sướng nhất là chỉ có bò mới sướng anh em ạ. Không bò làm sao mà sướng được. Đây, đóng một phát đúng rồi là bò ở đây. Đấy, ok. Đây, hai lưỡi. Toàn đồ săn hàng rồi, mày có chạy vào mắt chạy như cuộn. Ai, anh em nhìn nhá, ngon chưa? Rồi cho rõ ra nhá. Ôi bạn ơi, ôi bạn ơi, về quá à, cho vào túi anh em ơi, về chưa? Ai, à, có nhìn tại chưa? Ai, à, lúc túi cho các ơi, cho vào đây, về với đội của anh, tối nay sẽ cho mẹ om dưa một cách tuyệt vời nhất. Nhưng cái này vành của nó bị hỏng rồi, cái gì đâu? Dễ nhìn cuộn. Ôi giời, tuyệt vời. Đấy, mút mút. Ui, con phải to nhằm. Ui, vừa vừa cái nhằm ơi. Ui, con phải to nhằm. Ui, vừa vừa cái nhằm ơi. To to, ui vừa vừa. Ui, bự bự, hàng hàng to rồi nhằm ơi. Ui, ai da, ai da. Ui, thì đóng một con vừa nhằm ơi. Mày bỏ lỗi mày ngay thế này. Bỏ lỗi mày luôn. Bỏ lỗi luôn anh nhằm ơi. Hàng hàng. Ui, lên sĩ sò vào đây, vào đây, vào vào vào. Con này khỏe lắm, súng có vừa nó khỏe lắm anh em ạ. Mút mút lội lội vào vào luôn. Ê, xả đẹp, đẹp luôn. Phê 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 anh em ạ, đẹp luôn. Phê này thì bảo sao mà không khô. Này trong miền Nam anh em gọi là cá kẽm, ngoài Bắc gọi là cá vược. Đẹp quá. Ăn là cắn. Ăn là cắn. Cứ ăn hỏi là anh em nhé. Rồi, ok. Xịn chưa? Có thấy xịn sò chưa? Đóng ngay các bạn ơi, bỏ luôn. Ủa ngoài luôn. Đóng ngay các bạn ơi, bỏ luôn. Ủa ngoài luôn. Rít này. Bỏ luôn anh em, bỏ chết luôn. Bùn sáu tê của ông mày. Bỏ cứng luôn. Lấy ngay. Bỏ cứng luôn anh em ơi. Ai à. Chết luôn chứ này. Nổi 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 nổi. Bò lội anh em ơi. Ây giời. Ây giời. Bò cá vược này phê quá ạ. Bò cá vược này phê anh em ơi. Úi giời, nó rít. Nó đi bò vược sướng quá các bác ạ. Rít này, lội. Lội lên anh em ơi. Ây giời. Phê chưa. Có hai nữa người quá này. Chạy đâu.
chạy đâu 46 tê bo đi. Ừ, nhầm ngày tiếng rít kìa. Ngủ chưa? Wow, đẹp 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 anh em ơi. Lỗi. Ok 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 anh em ở đây. Ông Hoàng em ơi. Ui ôi, đáp đáp đáp. Ông Hoàng em ơi. Ui ôi, đáp đáp đáp. Ui giời. Phê phê phê. Wow wow. Ui con này to anh em ơi. A à, chà. Đẹp luôn. Mày chạy đâu? Ê chà. Wow wow wow. Đẹp đẹp luôn anh em ơi. Mày mút này. Đẹp chưa? A à, chà. Rít rít anh em ơi. Ấy như thế này. Rít rít phê phê. Phê. Con này phê quá các bác ơi. Quả thật đóng đài. Wow wow wow. Phê 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 phê. Phê. Vào đấy vào đấy vào đấy vào. Ây à. Ây à. Em lay đi cầm vợt nhưng mà lại không cầm cán các bác ạ. Phê phê. Phê phê. Con này khỏe thật, con này khỏe thật các bác ạ. À, nó đóng một lưỡi. Mày chạy đâu? Phục long của anh mày chạy đâu? O lỗi luôn. Đẹp đấy, con này to đấy anh em ạ. À, em vớt cần thu 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 này. Thu nó vào quá nhá. Vớt 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 vớt. Con này phải vớt các bác ạ. Nó vướng mấy gốc cây khéo đánh lại mất. Á chà. Đẹp luôn. Ôi chết rồi, nó mắc một lưỡi gốc cây anh em ơi. Chết rồi, mắc một lưỡi gốc cây. Ok, các bạn thấy đẹp nó phải thế này chứ. Tuyệt vời. Ui. Dày rợ lắng chi đang nhằng. Ui. Đẹp chưa anh em ơi. Ủa con này. Nó nóng hỏng mồm. Chạy làm sao được. Ok. À, con này to này à, anh em ơi. À, có bao nhìn này em đi hôm nay em mang vợt nhưng mà em không mang cán. Nhưng mà nói chung là được, con này vớt được. Đây, cho anh em xem con này phát lượng. Phê chưa các bác ơi, nó mút, nó đi phào, cảm giác nó tê người thật. Đấy, đánh như thế này ấy. Rồi, cho vào dọ luôn. Vào đây. Dọ dài lắm, đáp từ trên đáp xuống khả năng ok. Mày mua tục phạt cho vỡ mồm. Thế là tháng 7.
Đấy rồi, đóng rồi anh em ơi. Đóng. Ôi, đen đen anh em ơi. Ôi, hàng 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 anh em ơi. Đóng đóng đen, đóng đen, đóng đen. Ui, đóng đen, đóng đen anh em ơi. Ui, con này to anh em ơi. Wow, wow, wow. Bự, bự, bự. Ui, ui, ui. Ui, ui. Phê, phê, phê anh em ơi. Phê, phê chưa. Ui, con này to chưa. Ui, nó vít cần, nó vít cần. May, may. Lên ngay, lên ngay. Đen, đen, đen. Con này to. Wow, wow. Con này to quá anh em ơi. Rồi. Phê, phê. Vào, vào, vào đây. Ui. Chạy đâu. Lên, lên anh em ơi. Cái cực, cực thịt, cực thịt. Lên, lên. Con này to, này to anh em ạ. Cần đại nó mềm quá. Khó, khó, khó lên, cần đại mềm quá, nước, nước sâu khó lên. Lại các bác nhìn nó đi phao kìa. Mày chạy đâu, căng. Wow, wow. Căng luôn. Phê chưa anh em này. Wow. Lên, lên, nổi, nổi, nổi. Lặng tay lắm anh em ạ. Đánh, 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 đánh cần ngọn nó mềm lặng tay thế. Rồi, con này nổi đóng, đóng mồm anh em ạ. Rồi, 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 rồi. À, phê, phê. Đã chưa? Để lai với ngon chưa anh em kìa. Ủa, phê, phê quá anh em, hôm nay không mong vợt quá. Hôm nay đây, may quá hai anh em đi. Đang, thằng em đang phải cầm cái túi lưng cá xuống, xuống thòng nó vào quá. To này mà không mong vợt. Nước sâu đấy. Nó sâu tụt đấy em. Để anh em dòng nó vào mày bớt ra. Đấy đấy, cẩn thận nhá. Lưới đài thì nó đóng cũng chắc rồi, cũng sợ nó không như lưỡi lục. Đấy, con này to. Đấy, bình tĩnh để nhùa nó vào. Đấy, mày đau đầu nhá, không mong vợt. Mình đi câu chứ bao giờ được cá to đâu. Đấy. Bắt, bắt, chọn, chọn nó. Phê, phê, phê. Ôm chọn nó vào, không có anh mất. Được, 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 ok anh em ơi. Được rồi. Được rồi anh em ơi. Ủa kìa, không mất, không mất. Bình tĩnh, để anh đỡ lên. Đưa anh cái đưa. Ôm chân. Hoặc đưa anh cầm cán. Cầm cán đấy. Cầm, cầm, cầm cái dọ đó. Em cầm cái dọ, đút nó vào, đút nó vào dọ luôn. Ê giời, khổ, không đi mong vợt nó khổ này anh em ạ. Mình đi đánh thì thường thường mong vợt thì không được cá to. Hôm nay lại quên. Rồi. Ôi trời, ôi. Phê, 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 phê. Gỡ, gỡ, gỡ lưỡi. Thế ạ. Đấy, anh em mình có con đang cắn kìa, cái sợi mút kìa. Mút bành phao bác kìa. Này chắc là cá rô rồi. Ôi, ui. Đây rồi. Ui, ui, hàng to anh em ơi. Ui, trời ơi, hàng to không phải rô các bác ơi. Con gì vậy? Wow. Bự, bự, bự anh em ơi. Ui, bố số tay lên rồi. Bự, bự. Ui, con này to quá các bác ơi. Con gì vậy? Trời ơi, đóng đầu, muốn sợ, sợ, sợ rồi, sợ đấy. Wow, con này to anh em ơi. Ui, bự, bự, bự. Ui, chép, 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 chép rồi. Ui, chép, chép to các bác này. Rồi mà nó đóng. À dạ, anh em nhìn được 46 tay lên khiếp không? Phê, phê, phê chưa? Anh em nhìn đây. 46 tay lên, lên phê chưa? Chép, chép các bác ạ. Này, dã man. Con này to, con này to. Nhưng mà nó mắc vào đây rồi, không biết có lên được không các bác ạ. Phê quá. Kinh. Rồi anh em nhìn đây. Phê, phê, phê luôn. Chép to. Này em là xuống vợt, vợt, vợt anh em ạ. Ủa, cần còng tít tô lù lù mù. Nó mắc, 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 mắc nhiều dây quá. À, chỗ này vẫn đứng được anh em ạ. Mắc, mắc nhiều cái rau muống á, không biết còn luôn. Vào đây, vào đây. Toàn cái gốc cây. À. Mấy con không bây giờ ơi.
À vẫn còn, vẫn còn, vẫn còn. Vẫn còn, vẫn còn anh em này. Một chết rồi. Phải vật con cá đó anh em ạ. Chép to luôn anh em này. Ui, chép nó phải thế này chứ. Ở trên nó mắc nhiều rong muống quá. Toàn gốc cây đây các bác ạ. Gốc cây không phải được đâu. Sợ quá. Ê, đóng cá nó phải thế này các bác ơi. Lại anh em ơi, to chưa? Này, nó mắc quá. Ôi, các bác nhìn này. Phê chưa? Mưa to rồi, được con chép to chưa anh em ơi? Nó phải thế này chứ. Anh em bảo con này mấy cân. Này, đã chưa các bác này? Ôi giời. Phê. Đó, nhanh. Ủa, mưa to. Vật lên mưa to quá anh em ạ. Mắc nhiều rong muống quá. Mắc quá, mưa to rồi. Mưa to được con này. Các bác có sướng không? Ok. Wow. Ôi chết, lên các bác ơi. Ôi chết rồi. Sướng như con tê. Phê. Mưa to phê quá anh em này. Ôi giời trời. Câu nó phải thế này ý. Em tháo quả phao ra lại á, nó vướng nhiều gốc cây quá anh em ạ. Chép cụ tổ rồi. Nó lắm vướng vào phần gáy mà. Ôi gốc cây nó thối kinh quá anh em ạ. Mùi. Hiện nay mới là cầu kéo chứ. Tay. Nó thật sự anh em ạ, tay em đang run. Phê. Đang gỡ từ dây ra nó rối anh em nhé. Ý các bác bảo đánh cần đài 46 tên này đánh bằng ngọn đài các bác, bo sướng thật đấy. Ôi ngọn nó mềm bo cảm giác nó phê thật. Nhưng mà cá to cái bo kéo luôn anh em ạ. Không đâu vậy. Ôi bùng lưỡi anh em này. Con này nó đóng ở bên ngoài. Con này đóng ngoài ổ chứ không đóng vào mồm anh em ạ. Bình tĩnh, này nó mắc bên ngoài này. Ai đừng tính. Bẩn quá, mưa gió nó bẩn. Mặc tứ xỉa rồi, phải nuôi cái lưỡi rồi. Đây anh em thẩm em con này mấy cân các bác. Ôi này. Wow. Cái này nếu mà quay này thì anh em không thể nào biết được độ to đó, để em kéo luôn đây. Không thể biết được độ to đó đâu các bác ạ. Ôi, cái này phải đo các bác nhá. Đo, cái này phải đo. Ở tí về thì sẽ cân sau. Đây một gan tay của em là 20cm các bác nhá. 20 này. Đến đây nhỉ. 40 này. 55, đây là 55. Cái đuôi là 55cm anh em ạ. Wow! Phải nói là tay run anh em ạ, cầm tay vẫn run luôn. Thế này các bác bảo đi đời đi cầu này có sướng không? Mưa đi cầu cái đính chẹp ngay anh em ạ. Ôi thôi được, vào dọ. Trời ơi, vào túi. Còn nay về mà. Con này mà lấy om dưa thì có phải là hết luôn két bia các bác ạ. Không, trời rét này khả năng một tí rượu. Phải làm tí rượu với con này mới hợp lý. Đừng. Bảo là em ơi. Này, to thất các bác ạ. Phê quá. Đánh ấy sao?